vẫn là chủ đề quan điểm cá nhân. Một kênh có thương hiệu cá nhân thì phải có quan điểm cá nhân rõ ràng. Gần đây có một MV của Tuấn Hưng, thần tượng idol của Nguyễn Anh Tùng, về bài Quả Táo Vàng. Rất nhiều người cũng có feedback về cái bài hát này, nào là cái lyric, có cái lời thoại, cái lời của nó không hiểu, khó hiểu. Đó. Và mình cũng thế. Và mình bảo là chẳng hay gì cả. Và nhiều người cũng thế. Và đọc comment ở cái video này, cái bài hát này trên kênh của anh Tuấn Hưng thì rất nhiều người vào feedback. Nào là thằng nào sáng tác cho anh Hưng cái bài Dở Hơi Biết Bơi, rồi rất nhiều người vào ném đá. Đấy, nhưng mà với góc độ của mình, đến giờ phút này mình vẫn thích cái bài Quả Táo Vàng. Đó, và đó là quan điểm của mình. Chúng ta đã từng có nhiều những cái band nhạc mà cũng là thần tượng của mình ở khắp mọi nơi trên toàn thế giới, đặc biệt là giới 8X cho chúng ta. Mình thích Westlife này, thích Backstreet Boy này, thích NSYNC này, rồi 911 này, rất nhiều thứ, đúng không? Có phải chúng ta cũng hâm mộ họ từ ngày xưa, đúng không nào? Có phải hầu như các anh chị em cũng đều không biết tiếng Anh và đều chả hiểu họ nói cho họ hát cái gì? Đó, và đặc biệt là những cái giai điệu đấy nó đi vào năm tháng luôn và chúng ta vẫn thích đến bây giờ. Nên là một cái bài hát có thể không phải nó đến từ cái giai điệu, không phải nó đến từ cái lời thoại là chúng ta hiểu như thế nào, mà nó đến từ cái cảm xúc, nó đến từ cái thần thái, đó, nó đến từ cái phong cách thể hiện, và nó đến từ cái tình yêu của chúng ta dành cho cái ban nhạc đấy hay là cái ca sĩ đấy. Thì với Tuấn Hưng cũng vậy, mình nghe mình cảm thấy một cái tình yêu, mình cảm thấy một cái cảm xúc rất là mãnh liệt của một anh chàng, một người chồng dành cho vợ, đó, một người yêu dành cho bạn gái của mình. Đó, và thông qua cái cách anh thể hiện, thực sự là mình cũng nhìn nhận thẳng vấn đề là mình cũng không hiểu cái lời thoại này của anh Tuấn, của anh Tuấn Hưng, là cái lời thoại là anh ấy là nội dung như thế nào. Nhưng giờ phút này mình vẫn nói là mình rất thích cái bài đấy. Và anh sẽ nâng quả đất này lên để hái về cho em quả táo vàng. Thì đúng là không hiểu. Nhưng mà buồn hơn cái nữa, thần tượng của mình anh Tuấn Hưng đó, tối hôm qua lại còn đăng cái bài lên trang Facebook cá nhân là sẽ bỏ cái bài đấy đi vì số đông đó nhận là những tiêu cực, những cái comment không thích. Đó, mình rất là tiếc. Từ trước đến nay mình hâm mộ cái ông này vì ông ấy hát hay, một phần là mình thích từ cái hồi anh Hưng còn ở trong Quả Dưa Hấu. Đó, Quả Dưa Hấu thì khi tách ra solo mình thích ra đến bây giờ, và rất nhiều cái phong cách rất là đàn ông, rất cá tính, rất thẳng thật. Đó. Nhưng mà không hiểu vì sao lần này lại chiều theo số đông như vậy. Thôi thì mình nghĩ thì cái phận làm celeb, người ảnh hưởng của công chúng thì phải vậy thôi. Họ mang lại tiền, mang lại thu nhập để anh ấy nuôi sống gia đình và anh ấy có như ngày hôm nay, thì thôi thì bắt buộc thì phải theo số đông thôi. Nhưng celeb là vậy, còn đâu KOL của chúng ta là những chuyên gia, những người ảnh hưởng. Các bạn sẽ cần phải có cho mình những quan điểm cá nhân, có những thứ mà các bạn thích, các bạn yêu ghét, các bạn phải bảo vệ. Đó, và các bạn duy trì và giữ nó là cái lập trường vững chắc cho mình, thì đấy là cách bạn sẽ giữ được cho mình một cái cộng đồng những người yêu mến các bạn. Những người không thích các bạn thì chắc chắn họ sẽ không phải là khách hàng của các bạn, còn những người thích các bạn thì họ sẽ luôn luôn ủng hộ và trung thành đó theo cả các bạn nhé. Rồi, chúc cho các bạn hãy tìm ra cho mình những cái điều mà là quan điểm của mình, là phong cách sống của mình, để từ đấy chúng ta sẽ trở thành những tác nhân thu hút về những người thích mình đó và follow mình, các anh chị em nhé.